gọi mày là thủ đô mày cái đỏ lắm đúng không? Bây giờ tao là cụ của thánh đô, chơi mày phải bài toán luôn. Bây giờ là 17 là 47 nhá. 17 cháu lại này. Bây giờ anh chơi mày. Chỗ này là 3.000 điểm. Tao đánh con 27 nghìn rưỡi. Con 98 nghìn rưỡi. Nếu không ra là nếu mà ra là chỉ lấy mày là lô là lô là 1.000 điểm là ăn 80. Lấy mày 60. Dạ đủ luôn. Dạ đủ luôn à? Dạ đủ luôn. 76 thôi. Còn chủ lô mày là chủ lô mày đánh con gì đâu ôm luôn cho mày. Mày đánh đơn giản mày nô 100 luôn. Chơi con gì? Không chơi. Hả? Bây giờ đây chủ là mày chủ lô ai chơi. Chủ lô ai chơi này. À. Chủ lô mà lại chơi ra đây. Số mày là bao nhiêu? Số mày bao nhiêu? Số bao nhiêu? Số bao nhiêu? Không bao nhiêu? Ok. Số bao nhiêu thì con gọi, tin gọi đi. Số ai dùng đi, số điện thoại ai dùng đi. Mày cả con gà đâu đâu rồi. Con gà. Nhớ nha, 17/8 nha. Chúng chúng là tiếp con gà đúng không anh? Chơi với chủ lô luôn đi, ra mà. Đây số này vẫn số cũ đúng không? Ngồi luôn đây này, ngồi đây tí lấy tiền luôn. Đây em chưa đẩy ra nhá. Đây là, đây là số em chưa đẩy ra nhá. Rồi rồi. Rồi ok, bắt tay. Hôm nay là, hôm nay không có 27 với 98 anh muốn vui cho mày. Được chưa? Ok. Thoải mái mà.